Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả các bạn anh chị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thám Mỹ Linh. Trong cái chương trình ngày hôm nay thì Mỹ Linh sẽ tiếp tục quay trở lại khu vực thôn Há Đề để tiếp tục đồng hành cùng với 10 hộ trong cái khu vực thung lũng hoa mạc đá ở Há Đề này, để cùng với bà con tiếp tục phá đá để làm đường. Trong ngày hôm nay thì Linh vào đây thì cũng mua được mì tôm với cả gà. Gà thì mua được lử mang lên trên kia trước rồi các bác. Gà thì mua được 2 con. Hôm nay thì sẽ làm món gà 6 gừng cho bà con để bà con có thể có sức khỏe để có thể là làm việc đập đá. Và mì tôm thì Linh cũng mua một thùng vào đây, thì hôm nay tổng hôm nay là mua hết được hết là 550.000. Đó, một lúc nữa thì Linh về Linh sẽ tổng kết lại những cái số tiền cho mọi người đây để có thể còn thừa tiền. Thì những hôm nào Linh không lên được thì Linh sẽ đưa tiền cho Lử để Lử có thể lên là truyền tải những video cho tất cả các bác để có thể là mua thức ăn cho bà con. Đấy, cứ để đấy. Cứ để đấy. Gà để đâu rồi? Đây đây. Đấy, mua được 2 con gà đây rồi. Đó. Xong rồi Lử ở đây mở cửa không, đun nước đi. Đấy, mở cửa không này này. Xem mà đun nước còn lông Linh à. Đấy, để hết bếp trong này nấu trong này cũng được. Đấy, bày bếp ra gọn gọn đấy. Xong rồi đun nước luôn nhé. Không, tí mổ gà luôn. Để đi lên trên kia xong gọi một người xuống giúp mổ gà. Ok ok. Bây giờ thì mời tất cả quý cô bác, quý anh chị trên kênh của Thám Mỹ Linh tiếp tục lên phía trên để xem bà con này là tiếp tục đập đá. Thì hôm nay thì cũng có một chú thì cũng gọi điện rằng là nói rằng là cái máy khoan ấy sử dụng nó, cái dầu nó chảy ra nhiều quá thì khả năng là dầu nó sắp hết rồi, thì khả năng là phải thay. Thì một lúc nữa Linh hỏi xem là chỗ anh Vừ xem là cái tình trạng cái máy nó như thế là như thế nào, tại vì Linh cũng không rõ về máy móc quá. Bà con thì vẫn đang đập đá miệt mài. Hôm nay thì lực lượng đá đâu con trai nhiều hơn rồi. Chào anh Tủa nhá, hôm nay mới gặp anh Tủa. Đông người đấy. Nó trông gì ấy rồi. Chào mọi người nhá. Ấy xá đâu rồi? Xá có việc rồi à? Chào bác nhá. Thấy người gật đầu ấy nhưng mà không hiểu. Nên lực lượng nhiều hơn một chút. À đây có vợ anh Xá đến giúp đây. Anh chồng không đến là vợ đến. Ui cẩn thận nhá. Chữ gì nhá, chữ gì nhá. Bà con thì hôm nay cái thời tiết ở vùng cao trong ngày hôm nay thì nó gió và nó mát mẻ, rất là phù hợp cho bà con làm những công việc nặng nhọc này. Sáng nay thì 7 giờ bà con đã bắt đầu tập trung ở đây làm hết rồi. Làm từ sáng sớm nay. Mấy hôm nay là bà để tiếp tục đến là làm nhá các bác nhá. Bà gần 60 tuổi rồi. Cầm cái búa. Ôi, bay vào đầu đau rồi các bác. Khiếp thật đấy. Đứng này đá nếu mà không để ý là nó bay vào mắt cực kỳ nguy hiểm. Nên mọi người là cũng đập đá lực lượng thì nó đông hơn một chút, tốc độ làm nó sẽ nhanh hơn.
Hôm nay là anh xã đi đâu đấy anh Sử? Em chẳng hương à. Đi chẳng hương làm gì? Đi chở cái cống làm cống. Hả? Đi chở cống. Cống á? Đi cúng hay là gì? À, không hiểu, nghe không hiểu lắm. Không biết là đi đâu. Thế hôm nay thì mọi người thấy rằng cái thời tiết buổi sáng này, chim kêu, gió thổi này, thời tiết nó khá là mát mẻ. Bà con làm việc thì đỡ toát mồ hôi hơn. Anh Sá đi đâu rồi chị? À? Hả? Anh Sá mới gì? À, có nghĩa là đi giúp người ta chở người đến đi cúng, gọi là người ta nhờ đi chở cái ông thầy cúng đó. Nghe anh Sử nói là đi làm cống, mình tưởng là đi làm cống, hay là đi làm cúng. À đấy, anh Sá về đến kia rồi đây. Đấy. Ui. Chào lâu lâu nhá. Sao nó chảy đó? Lâu lâu, nè lâu lâu nè, sao nó chảy à? Chảy chút xíu. Xem là sáng hơn sáng chưa? Sáng rồi nè, sáng rồi. Cô em này tên là gì nhỉ? Quên nhỉ? Hôm qua hỏi quên rồi. Vừa. Vừa à? À. Vừa biết nấu cơm không? Biết. Hả? Không hả? Vâng. Thế thì đi xuống dưới kia đi cùng với cả anh Lử kia mổ gà với nấu cơm đi. Hay là thích làm không thì đổi cho anh Tủa đi. Đi xuống mổ. Xuống mổ. Em xuống bắt nhờ tôi khai thế vặt lông gà ấy. Nhờ mà. Cái đá rồi. Có chín nọ rồi. Nên nó cái gì à? Có nọ chín tàu rồi. Bà lại bảo không ăn được. Chín nọ mấy mình nọ mi tông. Mấy tông quả chín nó thế rồi. Nhìn nó gì à? Ui ồ. Bà mặt nó rau à? Tim gì đấy rồi rau rồi nó rau rồi. Mấy tông sao tổ mấy tông dưới chế. Ngay bỏ mong cho cho tổ bỏ rồi. Á chỉ bỏ chín nó lo nào rồi. Ui chê yếu không nào thì đổ xăng chín mua nà. Mấy tông quả chín nó. Ngay đá bỏ chín nó. Ngay đá bỏ chín nó. Ây ồ ồ từ xanh cho tuần đi. Từ xí cá nó chả xanh cho đi à. Chọn nhẹ. Bà đã bảo là bà là không ăn được thịt gà với cả mấy thứ linh tinh, chỉ ăn được rau với cả thịt lợn thôi. Hôm nào được Linh vào thì đặt quyền riêng cho bà là mua một ít thịt lợn cho bà. Không thì tua mà dưới khó hay bố nhá. Cái gì bà cũng không ăn. Ngày mai bà mua một cân thịt lợn cho bà. Xá đi chở thịt cúng đến. Hôm nay nhà nào cúng không anh Xá? Nhà nào cúng không? À nhà này à, nhà của ba này à. À. Không biết là hôm nay là cúng cái gì ấy. Hôm nay là cúng cái gì ấy anh Tủa? À anh Sử. Con nó lớn à? À chắc là cúng cúng gọi là đầy tháng. Mọi người đập tảng đá. Ơ anh cứ đi đi, cứ có việc cứ làm đi, không sao đâu. Thoải mái đi.
Bà con đây đầy rồi, hôm nay có đội anh Sử đây rồi. Nên như chị chở Linh trêu, chị chở đây còn có chửa một tháng vẫn đi làm cho bác. Sao nó bị tuột à? Cẩn thận nhá. Đàn ông thì sẽ làm những là công việc nó sẽ nặng hơn. Cái máy khoan này thì Linh không rõ lắm các bác ạ. Đấy, nó chảy dầu đen xuống thì các bác nào chuyên máy khoan thì các bác có thể gọi điện cho Linh để hỏi xem nó chạy hết Zora hay là thế nào. Máy khoan nó chảy dầu đen này. Hỏi một số người thì họ bảo là chảy thế này càng tốt. Không biết là nó có tốt không. Không đến lúc là hỏng máy lại mệt ra. Góc quay này thì các bác có thể nhìn thấy được toàn cảnh bà con đang cùng nhau phá đá như những siêu nhân trên những đỉnh núi HD. Ôi chả là cháu ta rồi. Ui ôi chị gì á, lăn xa rồi. Chị kia là không biết là đập kiểu gì vào chúng chân rồi. Có giết cháu rồi. Chữ gì em nhìn nhá. Nguy hiểm quá. Móp bà mò. Thế chị ôm chân thơm quá. Kia là vợ của anh Tủa à? Đúng không? Chị kia là vợ anh Tủa à? Không phải à? Hả? À, thế vợ anh Tủa đâu? À, vợ anh Sử đâu? À, làm cả buổi sáng đấy, đúng rồi, đúng rồi. Không mang nước đến à? Tại vì Lử với cả cô em vừa là đang dưới là mổ gà với cả là nấu cơm. Đó, không được đập. Hạn khoan à?
Đây Linh vào xem đây, vừa nãy là chị này đập đá này trúng chân này. Còn sao nữa? Đây là các bác trúng chân này, máu rồi. Ghê quá. May là mọi người không cần đeo khẩu trang là khi mọi người đập ấy thì gió nó đã thổi cái bụi đi ra phía đằng sau rồi đó, thế nên là hôm nay thời tiết nó rất là khá là ủng hộ cho bà con đập đá.
mọi người thấy rằng là sau vài ngày ấy thì bà con đã tập kết được đá rất là nhiều ở khu vực này. Cố nốt ngày nay với ngày mai ngày kia là bà con sẽ tiếp tục là di chuyển lên phía trên để có thể nghiền ở trên bãi trên nữa. Khả năng sẽ phải nghiền 3-4 bãi thôi thì mới đủ được số lượng đá sau khi nghiền bột đá để có thể làm được cái tuyến đường đi vào trong 10 hộ gia đình ở trong khu vực thôn Há Đề. Mọi người thấy rằng là da trẻ đều làm cả, họ rất là chăm chỉ. Nhưng mà Linh thấy rất là thương bà cụ kia với cả đấy, mọi người thấy rằng bà già làm khỏe chưa, mà cả chị chở kia thì đang có em bé hơn một tháng mà vẫn đến làm rất là miệt mài. Mọi người thấy rằng bà bà khỏe đấy nhở. Bà này là bà tên là bà gì nhở? Lù rồi. Hả? Bà lù ấy gì nhỉ? Hả? Dính nhá. À bà dính đúng rồi. Bà dính. Hả? Ông muốn không ạ? Nên nên cho nhiều chỉ bao xin nè. Máy khoan sao đấy anh sửa ơi. Thế kia tuột ra. Cái đấy bị tuột à? Sao nó bị tuột đường nhỉ? Kiểu rung mạnh quá đúng không? Xem mà lấy cái gì đập xuống xong là lấy cái dây gì buộc ấy. Bị tuột thế này ra các bạn. Mắt đi các bạn, bay linh tinh. Anh tuổi nhìn người gầy gầy thế lập đập cũng khỏe phết đấy. Mỏi tay à? Bắt đầu mỏi tay đấy. Đá tảng to rồi.
这不是你鸡蛋的啊？这么大一年的种子没得到哦。我这个林啊，你说呢？先嘛，anh em kia nấu cơm nào để chuẩn bị bữa cơm trưa cho bà con. Nếu mà uống này, chuẩn ngay uống mỏi giờ chưa? Chân chị ấy chảy máu ấy. Mọi người thấy rằng là một cái bãi mà bà con bỏ công hơn một tuần ra đập được khá là nhiều. Hả? Ui ôi, bà dính đi ăn sáng đấy rồi. Ui ôi. Ôi giời, bà dính. Ui giời, bà dính ăn mẻ mén nữa à. Ui giời. Ui giời. Ấy, đậu này. Ui giời. Ăn khổ quá. Em mẻ mén này vàng chóe. Chính rồi, bà bảo là Linh có ăn mẻ mén không. Linh bảo là Linh sáng nay ăn rồi. Nó nỉ nọ, chỉ tốn nó chai rồi. À. Ui giời. Đây à, túi rau đây à? Rau này luộc, hầu rau chuối rồi. Đây cầm túi rau của nhà chị chở mang đến. Chở mà có con một tháng. Mọi người cứ làm nhé, em xuống nấu cơm đó. Xem hai anh em kia làm nào. Để Linh đi xuống dưới để xem mọi người nấu cơm nhá. Mọi người toàn thấy là những giải đá này. Đấy. May ra là nó trồi ra được một ít đất này, bà con để trồng được vài cây ngô ở dưới những cái hố đá này. Đấy, tận dụng này. Đá nhiều như thế này thì làm sao mà trồng được nhiều ngô được. Cũng mong là trên kênh của Mỹ Linh là nhận được những sự hỗ trợ của các bác, có những món quà động viên cho 10 hộ gia đình đây để họ có thể là tiếp tục cố gắng để có thể là đập đá để đủ cái số lượng để có thể nghiền. Thương bà con quá. Để Linh sẽ đi xuống dưới đã. Để vào đây xem là hai anh em ở trong này là nấu cơm nào. Nó mổ gà. Xong gà chưa? Sắp xong rồi. Lửa làm gì ấy? Có gạo à? Đấy, nấu ra cái nồi này mới được. Còn cái nồi này đang làm gì ấy? Cái nồi này đang chuẩn bị nấu gạo. Nấu vào cái nồi này đi. Nồi này à? Ok. Không tí nó không chín đâu. Okay. Đang lấy gạo. Lấy túi rau đi rửa đó. Rau của bà con cực chuẩn. Ừ. Của chị chở hai đến. Nồi gạo tại vì ở đây không kéo được điện các bác. Với cả dùng điện của nhà em vừa thì thôi mình đang có phép gà, mình cứ dùng phép gà không được. Các bác hôm nay cho lửa ra tay vào nội trợ. Mỗi khi ở Linh vào hôm nay đổi ra lửa. Đang băm gà để làm gà sáu gừng. Rửa gừng chưa nhỉ? Gừng chưa rửa đâu. Gừng lúc này lấy lên chưa? Lấy rồi. Mua hai con gà cho bà con ăn đảm bảo sức khỏe đập đá. Giao lử đi lấy ho ở chỗ cái bát sứ ấy. Nó sắc chật tí thì nó cũng đứt. Bà con ở trên thì vẫn đang miệt mài làm. Hôm nay thời tiết thì nó không nắng như hôm qua, hôm nay mát mẻ lắm. Thế nên bà con làm nó không mất nhiều sức lắm. Hôm
hai bếp luôn, một bếp củi, một bếp ga đúng không? Cơm nha các bác, cơm như này luôn. Gừng là vừa rửa chứ. Ở đấy. Đang ngủ. Rửa hết chí là khủng hoảng. Rau rửa được đúng không? Đúng. À, rau rửa được, ok. Thế em rửa hộ cái thớt kia đấy. Thớt kia để tí nữa anh cầm gừng đấy. Chúng là từ lúc mình vào đây thấy bà con ăn bắt búa lại mình thấy là vui rồi nhỉ, con bắt đầu thay đổi dần. Thấy bà con thay đổi dần dần là thấy vui. Cho nó ngấm vào thịt. Rất mong là các bạn tiếp tục ủng hộ cho bà con ở Hà Đề để bà con để thực hiện được ước mơ và con đường. Linh rất mong là được các cô bác quý khán giả xe duyên giúp đỡ cho bà con một món quà tinh thần gì đó để cho bà con có thể có động lực làm đường hơn. Các bác nhớ mua hàng liên hệ cho kênh của Mỹ Linh nhé. Các bác có thể gọi điện vào số 0387761631 để có thể mua ba chỉ gác bếp, lạp sườn, mật ong, quan tâm thất, một tăng thất. Các bác mua ủng hộ cho Mỹ Linh với cả chồng chéo. Nếu hôm nữa thì Linh sẽ đi lên rừng để đi thu hoạch mật ong rừng với bà con, thì mấy hôm nữa mới có mật ong cùng cơ. Cho gừng vào ấy, rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta gừng là mình phải bỏ ra, mình xào quá thì nó mới thơm được. Thôi, các bạn có làm thì làm đấy. Vừa hay ăn kiểu này chưa? Vừa. Hay ăn kiểu này không? Có à? Truyền thống. Cơm xem cơm được không? Cơm được chưa? Chắc được rồi đấy. Ủa. Ủa nóng ạ. Được đấy. Có cái nồi nào không nhỉ? Thì nấu ra. Bữa rồi. Dạ. Đấy hộ anh tính nước rồi đây. Dạ. Cái nồi này là đây, rửa rửa hộ cái nồi này. Nấu canh rau ấy. Hôm nào thì làm món nhà củ cải sau các bác. Đây, củ cải khô thì để mấy hôm nữa đổi món cho các bác. Nếu mọi người mua củ cải thì các bác có thể mua ủng hộ Mỹ Linh để Mỹ Linh có kinh phí đi lại.
Mọi người có thể gọi qua số điện thoại là 0387761631 trên màn hình nhé. Hoặc là nếu mà không gọi được thì các bác có thể gọi thẳng vào số công việc của cháu Linh, đó là số điện thoại là 0976613609. Không biết lợi tưởng chéo hôm qua mọi người ăn hết chưa? Ở bên kia. Hả? Ở bên tủ. Tưởng chéo à? Kia kìa, cửa sổ. À đây đây. Thì mấy hôm nữa lấy một ít vài lọ vào cho bà con. Hiện tại thì tưởng chéo còn một ít thôi. Mai thì lử cầm vào cho bà con một hai lọ để bà con để chấm đồ ăn. Ăn được cũng ngon. Tí nữa pha tưởng chéo cho mọi người chấm thịt gà ăn được. Sắp thành đầu bếp trong bản đấy các bác. Rau bà con đang đến các bác. Cái này phải vặt bằng tay thôi thì nó mới ngon. Lấy dao cắt thì nó không ngon. Lúc này cũng đúng thật. Rau này cứ luộc hết nhỉ? Vừa nhỉ? Chính là con rể các bác hợp lý chưa? Rau xanh ngon lắm. Cháu còn đúng một tí cơ mà. Ui, cái đứa hôm qua đợi cái kia rồi. Mai lấy cho bà con mấy lọ bà con ăn. Bà con thích ăn cái chẩm chéo này bà thơm lắm. Bà con phức các bạn. Mọi người mua chẩm chéo ủng hộ cháu Linh nhá. Và số điện thoại trên màn hình nhé. 0387761631. Mọi người ăn cay, không ăn được cay lắm thì mọi người cho ít thôi. Ăn được cay nhiều thì cho nhiều. Phức các bạn. Rau đi nhỉ. Rau xanh ngon lắm. Ừ.
thêm 2 bát mì nữa. Nóng hổi mì nữa cho bà con ăn đi, cho nó đảm bảo sức khỏe. Các bác nào mà muốn trải nghiệm vùng cao thì các bác có thể lên vùng cao, các bác có thể alo Mi Linh có thể dẫn các bác vào bản trải nghiệm như thế này, cùng Mi Linh nấu cơm với bà con. Wow. Góc quay của Mi Linh là những góc quay chân thật nhất, nó gần giống như ở live stream luôn các bạn, ghi hình trực tiếp luôn, không chỉnh sửa cắt ghép gì cả. Là tí nữa nấu thêm 2 bát mì nữa. Không ngồi có ít không nhỉ? Có thêm một gói đi nhỉ? Ừ. Con vùng cao thích ăn mì tôm. Ngày xưa là ăn mì tôm là nhà có điều kiện lắm ăn được mì tôm, nhưng mà người ốm mới được ăn ấy. Trộn múc luôn. Bà con cũng đang là về dần rồi. Khi sử dụng rau thì ta phải vặn ga. Bà con đang xuống rồi các bác, đang xuống ở phía trên. Đúng rồi.
tay đi, tay đi, tránh xá nhá. Mệt không? Cơm hôm nay được rồi. Cơm này hôm nay thì thoải mái rồi. Các chị em phụ nữ xuống chưa? Ừ. Các xuống à? Tí một giờ lại đi họp cái gì? Ừ, đi đi họp xong rồi tí về lại làm tiếp. Ba bốn giờ thế nghỉ mai làm. Mai làm. Thế cố gắng tí nữa làm đến một giờ đi. Đúng chút thế rồi, giờ nó mở đây. Sáu người hả? Tất cả 16 người á? Thế là hai mâm à? Thôi kệ, ngồi chật chật được, em đến nửa đứng được cũng sao đâu. Bao nhiêu người? Đến lại à? À, có tập bên này rồi mà. Mười sáu người, thế cho ba con người cũng được, em đứng được cũng sao cả. Yêu cho mọi người ăn, mọi người làm khỏe mà. Thế xá đến đủ ba giờ, đủ bao nhiêu cái ba này? Ba giờ. Ăn nước chua, nước chua. Hả? Ba chưa đủ rồi, thế lấy ba tiếp, ba đủ chưa? Ba nha. Trắng 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 lại trong mang đi giàu đi bây giờ chim mè giàu đi giàu đi giàu đi xem có đủ không to nha đó. Thế ngồi xem đủ chưa, ngồi đi. Ba người Linh với Lử thôi nhường cho ba con ăn. Đi về nhà ăn sau được. Đi vào đây. Chứa gì chờ đâu. Ăn đi, no đi, giờ đi. Đấy đấy, để Linh múc cho. Ngồi đi, anh xá này, ngồi đi để con biết chưa? Em đủ bát chưa? Từ từ đi, con đang ăn gì đi. Đấy, tuổi. Chưa chia bảo mọi người chưa cơm đi, từ từ đi, tôi ra đi. Bát chưa ai người đấy cầm đi. Đủ chưa? Nên ngàn lên đi. Chặt tiền mà đéo có thì chỉ tao mới đi mà. À, nè mẹ. Mi chỉ trả ra nó nhỉ? Thiếu mấy xử nữa thôi. Được. Khí thì đã mà. Tràn đi. Đũa không đủ ở trong cái thùng kia. Đúng rồi. Nào, anh xử đây. Đủ rồi. Đủ rồi. Thế chào chưa? Chào rồi. Thế để cho tao á. Thế anh.
thiếu đấy, thiếu anh xá. Ăn đi, ăn đi, cho đi, cho đi. Nó xuống nhiều. Ăn cùng bà con cho vui. Mời mọi người nhá. Thôi, mời tất cả các bác nhá. Mặt chỉ là ăn đi đi. Chuẩn che cho hủ đâu. Chỉ hủ mà các người cho nên dùng con gì đó. Thế con này ăn tốc rồi. Con này ăn tạ chỉ khúc này. Con biết mì tôm đây nhỉ, đúng không? Ừ. À, mì tôm thử nhé. Mấy em đập đá ăn khỏe nhá. Tí là một giờ đi à? Một giờ đi à? Ừ. Thử vợ ăn đi. Ngồi ăn đi. Múc cơm đi. Ăn tí đói rồi. Mình đặt máy quay đây cho các bác xem. Ăn cơm bà con đây. Đúng vui đó. Không neo. Xem bà con nhé. Anh yêu tao ngồi cho mọi người thoải mái. Lúc giờ ăn được. Ấy lử vào đấy ngồi luôn này, vẫn đủ ấy. Sao mới này? Anh tuổi gì căng ấy? Đấy lử vào đấy. Cho anh tuổi ngồi đấy, đấy, đấy lử vào đấy. Anh các hộ anh mình thì là được, nhờ anh dễ. Mình làm được. Sao đây mình làm gì hả lình? Cơm
Anh xá con, như giả dụ như hôm nay em không vào được thì anh có nợ được quán đồ ăn ở ngoài kia không? Ở ngoài kia. Nợ đường mà. Ừ, thế thì nếu mà em không vào được thì bữa trưa kiểu thì nợ không hết bao tiền thì bảo rồi em cắt trả cho nhé. Nếu mà hôm đấy mà em lại đi chỗ nhà khác ấy, không về được. Tại vì là Linh còn đi chỗ nhà của anh Xính hay nhà em Pó làm nhà nữa các bác. Và một số nhà nữa. Thế nó tản lên mà tôi hái nhá. Rau ngon thế, rau thì chở hái. Cơm nên lửa nấu bao nhiêu bát đấy? 6 bát. Mai 7 bát đi. Mai tăng lên. Nó đặt cái nồi vừa kỹ. Mai để ín lửa rồi. Ín lửa. Rồi, Linh ăn thế rồi các bác. Hôm nay thì mọi người cũng đồng hành cùng Linh ăn cơm cùng với bà con ở HD. Một cái bữa cơm rất là ấm cúng cùng với bà con dân bản. Video trong ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Các bác thấy hay bị nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh, đặc biệt là ủng hộ đến bà con HD, giúp đỡ cho bà con những bao xi yêu thương, những món ăn ngon để bà con có thể tiếp tục làm đường, đập đá rất vất vả. Tại vì cái lực lượng của bà con HD thì toàn chị em phụ nữ là nhiều, đàn ông chỉ có 4 anh đây thôi. Với cả thêm em Vừ thì hôm nào em Vừ mà đi học nữa thì hết, chỉ còn 4 ông con trai. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho bà con HD ngày một phát triển hơn nhá, để có thể trở thành một hấu chua thứ hai phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Lấy cái nạp cơm đi. Cơm mỏ vô trò. Cơm đủ đi nấu thêm mì nhá. Nhá. Mì tông chuôn tông. Vẫn còn mềm mén cho mầm mông ấy không? Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc. Đã được xay nhuyễn nhé các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nhá các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người phải thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này, ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp. Mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thì lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá. Gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn này. Video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn. Treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. À, mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh nhé. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng, đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà, là mật chuẩn nhé các bác nhé. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong, nó màu vàng chanh nhé các bác. Đó, mật này mật chuẩn luôn các bác. Các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó, và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhé các bác nhé. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi, toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra, giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra.